Chào anh em đại lý, chào tất cả các bác cả nước nhá. Anh em có nhu cầu nhập số lượng anh liên hệ trực tiếp cho em. Ở đây thì có mỗi loại là 3 đôi. Bát 25, bát 30, 30 DMX, 30 neo. Thì các bác cùng tham khảo các cái mẫu nhá. Giá thành cực kỳ tốt, siêu rẻ cho các anh em đại lý nên anh em hãy liên hệ trực tiếp cho em. Hôm nay em giao buôn. Hãy đăng một cái video giao buôn lên để cho tất cả các bác tham khảo nhá. Gân vải tẩm dầu 3 gân và màng giấy gân vải tẩm dầu 3 gân. Con này bánh 3 gân thì tiếng nó rất là hay. Từ 190 và côn 76 bát 30 DMX. Côn 76 xương hình chữ Y. Con này xương hình chữ Y giá rất là rẻ, từ 19 côn 76 bát 30 mang thương hiệu DMX. Xương DMX, xương chuẩn của DMX luôn, xương nhôm gang sần và xương hình chữ Y, từ 19 côn 76 bích thép màu trắng. Củ loa rất là đẹp luôn. Màng đằng sau sần. Đấy. Đây là bát 30 DMX. Số lượng cũng rất là nhiều để cho các bác lấy buôn lấy giá sỉ, rất rẻ luôn. Gửi qua bưu điện hoặc là gửi qua nhà xe các tỉnh như kiểu bến xe nước ngầm, bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, em sẽ gửi xe toàn quốc cho tất cả các bác khách hàng đại lý. Bát 25 Martin từ 17 côn 63. Xương nhôm gang đúc, màng đằng sau sần, gân vải tẩm dầu. Đấy, bát 25 Martin thì sẽ chuyên về tiếng ca. Đây là dòng bát 25. 3 đôi bát 25, 3 đôi DMX, 3 đôi neo, 3 đôi tép. Và đây, tiếp đến là một đôi bát 30 neo, mẫu mới về và lên đường cho khách luôn. Mẫu này thì số CG ở màng rất là to luôn. Xương cong và đít có 8 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt, neo niền khối. Con này gân vải tẩm dầu 2 gân. Đấy, hôm nay em mang loa ra phơi nắng để cho nó hong khô rồi xuất hàng cho khách các bác nhé. Đấy, số CG rất to luôn. Hàng này là hàng chính hãng công ty Silly. Thì có mã là 12LU661A. Côn 76 bát 30 neo niền khối, chính hãng của công ty Silly. Và tép kèn 750 leo bi, cốc nhôm, bích 7 màu, rất là đẹp luôn. Anh em có nhu cầu nhập số lượng hãy liên hệ trực tiếp cho em. Giá thành cực kỳ ưu đãi cho khách hàng và các đại lý. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn anh em trong clip mới nha.